Chị biết em đang ngồi với ai không? Gì đó? Nhìn cái bà này, bà nào? Em đang ngồi với mẹ nè. Mẹ của mình á, mẹ mình á. Rồi đưa hỏi cho mẹ đi, đưa hỏi cho mẹ. Nè, tin luôn. Lấy được bà ngoại đi tiếp. Không tin. Bà ngoại đi. Bà chết rồi mày ơi. Nè. Chị đi con. Cứ để cảm không? Xúc nó tự nhiên. Mẹ nói chuyện gì kỳ vậy bà, dù sao mà mẹ nào? Mình đứa chị ngộ trời. Con có tha thứ cho mẹ thì con tha thứ cho mẹ thì thôi, con tha thứ cho mẹ thì mẹ con đành chịu thôi chứ mẹ không biết làm sao hết. Nhưng cũng đang giận. Đang giận mà. Đang giận. Không bây giờ nghe nói cái mẹ cái giờ im luôn kìa. Giống như hồi nãy tưởng nó giỡn. Bây giờ để cho cảm xúc. Mẹ tìm tới coi em của con rồi. Mẹ tìm đến tới em của con rồi. Mẹ có nỗi khổ của mẹ con. Rồi tắt rồi. Không tắt. Tắt rồi hả? Mẹ yếu. Mẹ cho chị Năm có thời gian đi. Đúng rồi. Đúng rồi. Thì thôi bây giờ chị không có hứa mẹ thì chị con quận nó lặng mẹ trời. Bây giờ con phải cười lên, nói con đã được bà ngoại rồi đó con. Ừ, hôm nay có ông nội bà nội, không biết ngoại là ai, giờ có ngoại rồi. Có ngoại rồi đó con. Bác Thanh cùng với mẹ đi qua nhà của Su Gia. Hai bên Su Gia gặp nhau. Chính là anh hai đó. Anh hai. Một mẹ các cha. Anh hai để em gái vào nhà. Một cuộc hội ngộ mà. Xây ngược lại kéo lên. Người lớn sẽ gặp nhau đó thôi quý vị. Xây ngược kéo lên nó dễ hơn. Mẹ chồng của bác Thanh. Để đẩy lên luôn cũng hay. Đó, không sao nhìn phía sau mấy anh nha cô. Từ từ quen anh hai ơi. Anh hai không quen. Chắc là đáng thương. Cho nó ăn được mà. Rồi, nào gặp. Vô đó đi. Ngồi đâu để mà. Đây nè, cho cái Thanh ngồi đây đi. Đây nè, mẹ Thanh ngồi trên cái bàn đó. Cái ghế đó. Tự nhiên nghe khóc phụ tưởng đâu gì không? Không biết gì luôn hết con ha. Dâu mình tại sao khóc rồi con ha? Không lẽ mấy thằng YouTube này làm dâu tôi khóc vậy? Rồi lấy ghế cho ngoài. Lúc đi tới đó cô chứ anh chị. Cô á cũng vẫn là đem ghế tới nhưng mà cô không biết chuyện gì xảy ra. Không ai nói. Hả? Không biết. Giữ bí mật. Dạ, không biết luôn. Mới chịu khui ra. Dạ thưa bác. Dạ. Đây là một cái con đứng ngoài này được rồi cô. Phút giây lắng động và để cảm xúc của gia đình nói hết tất cả trong video này nha cô chú anh chị. Có cho dễ vô mua. Có muốn mày con, cái gì? Cũng hay đó con. À sao mà giờ anh chưa ăn cơm đâu chơi nè. Mừng đó. Ừ. Gia đình. Thấy rồi dắt nãy mấy giờ mà dắt nãy mới tới. Sáng. Gặp nhau. Hôm nay đi chỉ có 4 người thôi, nhưng mà những người ở nhà đấy đang tề tụ để mà nghe điện thoại và xem được video con đó cô chú anh chị. Mừng mà không có cầm nước mắt rồi là được. Còn bé gái đây. Cảm xúc vẫn còn đó luôn nè. Cái tiếng bà ngoại. Cái tiếng bà ngoại này là bé nó thèm dữ lắm nè. Rồi phải được kêu cậu hai. Con thèm tiếng bà ngoại dữ lắm đó con. Hả? Cô còn cái nét xuống lại mặt cái mặt cho ra cô ngọt được đúng rồi cô để ghế cô quay ra sự mà nói mấy anh em không kịp được nước mắt luôn á Thành khóc chết luôn mà thật sự chưa từng thấy cái này bao giờ mà mấy chú khi mà hay tin mẹ đã tìm được Thanh thì thật sự mấy chú mừng mà mấy đêm không ngủ được á cô tới ngày nữa cô cũng vô luôn đi cơ. Nhưng mà quyết định không cho với Thanh hay mà. Không cho, giữ bí mật mà. Con không biết thật rồi. Sao không cho, sao biết được. Không cho, trước tới, chứ không con đâu mà. Không ngờ luôn nha. Ở nhà chứ á. Không nước đi. Nụ cười hạnh phúc. Trong thăm nhà chị. Và những giọt nước mắt hạnh phúc. Chồng của Thanh thấy mẹ với vợ khóc quá, chịu không nổi.
tôi hỏi chị nè. Bây giờ con tôi á, gặp ở trên trảng thì nó gặp cái này có anh Tiết á, 4 tháng rồi. Rồi nó về đây, vợ chồng về đây. Mình phải cung ai nó chứ sao giờ có mình mà ông lé bỏ anh vô. Dạ. Bạn chị cũng thương thương con mà. Dạ, con cái con em cũng cảm ơn anh chị rất là nhiều. Nó có thai con anh chị không biết chừng nào em trả được. Bốn tháng đủ rồi, 4 tháng rồi không giờ vậy rồi cháu giờ mày nói với tôi thôi vậy thôi mình đúng mất hơn phải trắng đó. Dạ. Sao giờ? Dạ. Giờ thằng chồng thì nó què lết, còn tôi với mẹ nó thì nói mình ai cũng già đấy. Ai cũng mình thật rồi mình đâu có làm được. Rồi dạ. Từ cô Hoa quản tới bây giờ này mà lên bệnh viện Chợ Rẫy. Không à, nhỏ này xanh ra nha. Dạ. Nhìn da gãy nó giờ bây giờ cô chỉ cho nó lúc rồi thấy là thì con của nó thấy ăn đồn được ta để còn nếu không được thì nó về luôn. Dạ. Thì nó về tới ngày hôm nay bắt đầu sáng ra rồi nuôi tới giờ luôn. Thì chồng con nó vô con nó trên này cũng được mà dưới tắm rửa thôi nó không có được mà lúc trước cũng để nó trên này tại vì nó tắm rửa khó khăn rồi đem khó khăn để dưới. Thì lên cơm nước thì trên này tôi có cơm nước lo cho con cái đó mà cho nội đâu đó gõ gàng luôn có cơm nước ở trên này tôi nấu sẵn bưng nước cho nó ăn không ạ. Thì đó, vậy là tới ở tới bây giờ nó hỏi vô con tôi rồi tôi không nói chứ nói nào hết. Nói mẹ chồng thương lắm, nấu cơm rồi cho thì ăn rồi giặt vũ lúc sanh nở rồi. Không à, trước là giặt vũ là tôi với mẹ nó là bà xã tôi là lo cũng toàn bộ luôn. Nhưng rồi là mới về đây là chưa được năm em, mấy cô mấy chú ở trên mấy giờ cho được mới giặt. Đó, về đó thì con nó giặt đồ cho mẹ nó, cha nó. Thanh là dâu thứ mấy trong gia đình chú? Thứ tư. Thứ tư. Dạ. Ừ. Tại vì tôi là mới chị xui ra mà đòi ta mừng học ở mừng nhà. Cái này chị xui bất ngờ. Cái này là chị thương chị xui thật sự à. Ờ chị xui thật sự à. Chị xui bất ngờ. Mới tìm được. Dạ. Dạ, dâu tôi thôi giờ lên ấy kia tìm bánh yêu thương gặp mẹ có vợ ở đâu. Bây giờ nó cũng lấy hoài. Cháu mở lên chị nghe thấy rồi. Bữa tại con thứ hai nó đi làm nó không nghỉ được. Nói mẹ ơi để tới ráng để tới tuần con được chủ nhật con được nghỉ. Rồi phải đi. Nó ngủ không được, dưỡng tư nó hay dưỡng tư nó cũng ngủ không được. Nhà không ai ngủ được em. Bữa đó vậy là giấc chiều bán cơm quẩn rồi. Cũng điện, quản là nhỏ con gái của tôi đó nó mới nói gì nè nó là dì ba để tôi để con bật cái clip này lên con coi phải con của dì không à, bật cái clip lên vậy là nó mới nói là bắt đầu là nó mới nói chuyện ở trong này nè là y gan vậy là bắt đầu là cỡ 6 giờ đó là mới điện cho mấy chú này đó là mấy chú này tất cả trông cho trả tin lại trả lời lại là tới gần 10 giờ một lúc đó tôi cũng sửa sàng ngủ rồi chị. Vì tôi mới là nó vô trong buồng mà nằm võng nó nằm võng mà tôi nằm trên nệm vì cái nhà trên Bình Dương mình mướn á đâu có giường đâu có ngủ nệm không à. Dạ anh trên Bình Dương hay vậy trên Bình Dương rồi cái làm tới 10 giờ mấy chú này điện lại cái nói là mẹ ơi mấy anh YouTube điện lại nè tôi giật mình vậy ơi tôi có ngủ ngay được mừng húm hết trơn nghe nó điện mà mấy anh trả lời là mình biết tìm được rồi đó chắc ăn đó rồi mới nói chuyện vòng vòng đó là mấy anh mấy chú này nó là giờ tới hẹn ngày sắp xếp đi hẹn ngày là mấy chú dẫn đi lên đây cho biết mặt mấy Thanh rồi từ hồi bữa đó tới nay chị ơi mà hết, hết ngủ chung hết ngủ gì cho nhá đi là dưỡng ghế thiệt mà thương con cháu dưỡng ghế nghĩ ba này bán thứ ba
em thứ tư, em rể thứ tư. Mà tiên người dân chứ thiệt, thương con cháu nhớ nó hồi nào giờ mình chưa biết mặt cháu của mình. Cũng như cháu ruột kia đó. Biết gì năm gì tư, gì sáu này kia có gì đây hết trơn. Lúc trước có gì đang ngoài gì? Có gì mà giờ ai làm gia đình mình cũng phải lo làm ăn chứ đâu phải mình làm sinh nhật hồi nãy kia nó cũng có mời chuyện gì vậy trơn mà tự hỏi giờ mấy giờ chưa mời mấy giờ anh với chị mà thương không ngủ được. Không mà biết biết nhiều nước mắt cứ tuôn quá mừng quá mừng nín đi con không ngờ mà mình được gặp bà ngoại cầm được cái mắt khóc quậy bây giờ con phải cười lên nói con đã được bà ngoại rồi đó con thằng này có ông nội bà nội không biết ngoại là ai giờ có ngoại rồi có ngoại rồi đó con ngoại lo rồi tôi vậy mới hỏi về điện gì đâu mà thấy bé mà nó rơi nước mắt thì cảm xúc nó lại trào lại nữa cô chú chị ơi. Đi đi con. Hồi lúc trước nó kêu chị nó là điện hỏi chị nó làm bộ anh, chị nó làm bộ nói cái bà nọ chụp hình vô cái nó khoe nó con tìm được mẹ con rồi mẹ. Bà giàu lắm luôn, đeo còn như chuyện trà bá vậy đó. Rồi sau này cái là nghe kỹ lại nó nói chị nó nói vậy. Con không muốn truyền cho người mẹ. Bây giờ có gì đâu, giờ sáng đưa cho nội đưa con của đưa nhỏ này nè đi học nè. Dạ dạ. Sáng đi học. Sáng đưa đi học chiều đi đó. Đưa. Ừ. Đưa chiều đưa trước. Ờ vậy đó. Nè chị hai. Mấy chị. Cho nó nghe. Cái dép của mai nó mua cho cách là mới đi mua sáng nữa đó. Dẫn đi chợ mua đó. Đồ dép luôn á con. Có hình nha. Đổi hình luôn đi con. Không muốn ở lúc má không biết. Đưa cho mẹ nói chuyện trước hai chị còn lại. Đưa cho mẹ nói chuyện trước đi con. Hai người chị của Thanh. Điện cho hai. Đang điện cho hai đứa kia. Để chưa ra. Đó là chị Kiều Nga hay là chị hai bé thằng Kiều Nga. Chúc. 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 Biết lâu tạo cái này khác mà. Chị con lại chị lấy cô bao dung chị Ngâm đi mấy xa lắm chị lấy ở đâu con dung chị Ngâm ở chung ở chảnh đó chứ mà nhậu chưa hồi đó cha cho chị lấy chứ mà chị lấy sáu tuổi á con bệnh á rồi cha cho con kia cái bà ngoại không nhìn nữa khóc. Trời ơi nhìn bé này già giống ông nội quá trời luôn nè. Nó giống luôn. Hồi đó giờ con mới gặp gọi được không con gặp chú con biết con bé này giống mẹ giống ông nội quá trời luôn. Rồi, chắc có lẽ là chị hai bận á. Bận rồi. Đây điện là chút. Đang gọi hình hả con ha. Ừ. Con nói là một người chị có chồng cài lại. Còn một người chị ở đâu? Con ở trong với chị em con. Hai chị em ở cài lại luôn. À. Còn mấy chị kia khách mẹ à. Ừ. Chị biết em đang ngồi với ai không? Gì đó? Nhìn cái bà này bà nào? Em đang ngồi với mẹ nè. Mẹ của mình á. Mẹ mình á. Đưa nội cho mẹ đi. Đưa nội cho mẹ. Nè. Thông tin luôn. Lấy đưa bà ngoại đi tiếp. Thông tin. Mẹ của ngoại đi. Nè. Chị đi con. Cứ để chị cảm xúc nó tự nhiên. Mẹ nói chuyện gì kỳ vậy bà, dù sao mà mẹ mình nói chuyện ngộ trời. Con có tha thứ cho mẹ thì, con tha thứ cho mẹ thì thôi, con tha thứ cho mẹ thì mẹ con đành chịu thôi chứ mẹ không biết làm sao hết. Nhưng cũng đang giận. Đang giận bà. Đang giận. Không bây giờ nghe nói cái mẹ cái giờ im luôn kìa. Giống như hồi nãy tưởng nó dở. Bây giờ để cái cảm xúc. Mẹ tìm tới coi em của con rồi. Mẹ tìm đến tới em của con rồi. Mẹ yêu quá. Mẹ yêu hả?
Vì con tắt con gọi lại. Mẹ có nỗi khổ của mẹ con. Rồi tắt rồi. Không tắt. Tắt rồi hả? Yếu. Mẹ nó yếu. Mẹ yếu. Mẹ cho chị Lâm có thời gian đi. Đúng rồi. Đúng rồi. Được nè. Để lại nè. Nhiều khi rồi lại. Lúc mà dạ. Mẹ bây giờ mới 6 tuổi là chưa nhận thức được. Chị nghe bên nội nói xong rồi. Thì thôi bây giờ chị không có hứa mẹ thì chị con còn nói lặng mẹ trời. Trời ơi. Nghe không mày. Thì thôi. Bây giờ cô có thể tâm sự cho con gái mình nghe cái nỗi khổ năm xưa để tại lý do tại cô nỗi khổ cô đi á cô nói cho con cô biết đi. Giờ là có sự có mặt của những người con luôn rồi đó cô. Cái người này cái người mà con đang gọi là thứ mấy Thanh? Dạ thứ năm. Thứ năm. Dạ. Chị năm con. Ừ. Nói nữa gỗ chị về đây nè, tới đánh giỡn anh xui nè. Về trời. Chị mẹ chồng của em ác lắm chị. Hồi đó em đẻ bé Thanh em á. Bà kêu em đi bỏ. Bà kêu em đi bỏ Thanh em ở viện dưỡng lão. Bà kêu xích lô rồi hết trơn mới kêu em đi bỏ. Kêu xích lô tới đó, xích lô kêu cô bỏ ở đây nè cho mấy bà đi cô ra lụm về nuôi. Tới đó dạ ăn mèo mát này nè. Bà sắp xếp rồi đó em còn khờ em là mới là thành phố đâu biết. Bà kêu em á đi cho bỏ đây cho mấy bà đi cô á ở tự thể mấy bà viện dưỡng lão người ta nước ngoài nuôi không à. Bà kêu em bỏ đi cái xích lô đồ sắp xếp hết trơn rồi bà kêu em đi bỏ cái xích lô chở tới đó xích lô chở tới đó xích lô chở tới đó cái em kêu ông xích lô kêu cô bỏ đây nè em không đành bỏ con em chị em ổng về bà quýnh em gần chết vậy đó. Cái bà chị cái nha bà chị hồi đó mà ở với bà đó bà nói con bà bỏ được không mà bà kêu người ta bỏ con người ta em ổng về em ở kia em đi cho bé Thanh này bỏ bé Thanh em ổng về bà quýnh em nè em liền chết chứ em cũng gắng chịu bà bỏ em hai đứa con chị bà đi bà bắt mấy lớn bé Nga đi cái chị chính em chị nói dì dẫn con người ta lên đây đừng đi nước bước con đã chưa có dì bỏ nè hai đứa con dì gần sao người ta sống gần sao sống gần sao khi bà về bắt mấy Thanh đi nè em không đỡ xa con em đi theo mới về nước sập về nước sập không có việc gì làm bị đập đá hỏi chị hồi đó giờ em mẹ em khổ thì đi đập đá vô cái đập bỏ em đó đi nhậu đúng rồi cũng phải có thời gian chiều về cái chữ em cái em no trả lời đó quánh em bà bình nó quánh em luôn em đi ra chị thiệt em đi ra em nói là em đi ra em chết em không giờ em sống em không trong mình em không có hùng mạc luôn em đi xe vô đi sập vô nhỏ em cho được mấy chục ngàn em về em khóc rồi em thiệt quần cảm em nói thiệt chị em không muốn sống chưa ai khổ quá em đó chị tới đây chị về đây được nè đúng rồi bây giờ cái chuyện đó nó cũng đã vào quá khứ rồi bây giờ mình lo cái cuộc sống hiện tại sắp tới nè dạ. Với lại chú với lại là bà ngoại của Tiết nói để cho Tiết với là Thanh hiểu là như thế nào là cái sự việc ngày xưa là cô như vậy đó gặp cái hoàn cảnh khó khăn hồi trước mà với đâu hiện tại bây giờ được cũng mong mọi người hiểu cho cô là khi 28 năm trước cô bỏ ra đi á cũng có một cái nỗi khổ chứ mẹ nào bỏ chứ. Con đúng rồi cũng hy vọng là hai chị của bé Thanh này hiểu cho mẹ chứ lúc đó hai đứa em mới có 4-6 tuổi thôi không biết gì đâu chỉ nghe nói về một phía thôi đứa 4-6 còn bé Thanh thì mới có 8 tháng à đó nếu như mà hai em gặp được những video của anh em này cũng như là hình ảnh của mẹ thì suy nghĩ lại em thương mẹ nhiều hơn mới đúng rồi thì hy vọng là hai em sẽ hiểu cho mẹ cho dù như thế nào mình cũng không bao giờ mình giận mẹ lúc trước nó giận như lắm dạ bây giờ em đã tha thứ cho mẹ rồi tới giờ là nó không có còn giận nữa nó không có giận nữa tại vì mỗi người có một cái quá khứ khó nói đúng rồi
Đúng rồi. Tôi cũng có nói một câu vậy nha. Tôi nói mẹ gì sao kỳ cục sao mẹ bỏ con nữa đó. Tôi cũng nói vậy nữa. Nhưng mà nay thì cô gặp được bà xưa thì cũng hiểu được tại sao hồi xưa là lại bỏ ba đứa con vậy, cũng có cái nỗi khổ hơn con ha. Bỏ đi. Cái nào qua cho qua hết. Dạ. Bây giờ lập lại cái mới bây giờ đi. Bởi vậy. Từ từ cái... Với lại nãy sáng cô chia sẻ chú là cô sau 3 năm cô có quay cô về có tìm. Nhưng mà về chỗ cũ thì ba cái thằng đã giờ đi rồi. Nên cô không có tìm được. Đúng rồi. Chứ đâu phải là không có về tìm đâu. Ngày lắm. Xưa đâu phải ai cũng có điện thoại để liên lạc này kia. Bây giờ mình nén cái cảm xúc lại, giờ mình cứ vui cười nha Thanh. Thôi giờ vô cười không thôi nha. Người thì tìm được mẹ, người tìm được con. Con cũng có người chút hại mà anh chú ơi. Vũ anh Kha anh Thắng Phong đó đem đó em cái tuột đoàn tụ mà em hằng mong chờ ha. Con không ngờ con gặp người mẹ luôn á. Nhưng mà phép màu hả Thanh? Làm mơ con không ngờ đúng không? Con nghĩ cái chương trình con chết con không ngờ mẹ. Cái này cái tình huống này khi trong giấc mơ Thanh con không dám mơ đâu. Mơ cũng chưa chắc gì con. Mơ có mặt mẹ mà mơ. Đúng rồi. Cũng không biết. Nãy tôi nghe mấy chú kia giá trà đi giá trà đi nó cũng có giá rồi. Dạ. Rồi thôi cho tôi nghe khóc hụ hụ khóc lên. Tôi nói không biết cái gì mà khóc dữ chứ là không biết giao tôi của tôi sao tự nhiên nó khóc nghe vậy hả? Tự nhiên nghe khóc ù ù dạ thì tôi thấy là kêu chú đi vô vậy nó cũng là tưởng đâu là đi lại thôi. Bây giờ Thanh đã tha thứ rồi thì cũng khuyên hai người chị của mình á thì hãy tìm hiểu kỹ lời và hãy tha thứ cho mẹ ha. Thường thường con gái hay có cảm xúc đồng cảm với mẹ lắm. Sẽ có một cái sự tha thứ thôi. Con không có ý kiến với chị con, tại chị con cũng lớn rồi. Mỗi người một cái quan điểm. Thì con nói những gì con nói nghe không mùi của chị con. Nhưng mà em có lời khuyên nào không? Em nói trước với chị nghe coi. Nó nè, mấy đứa kia có chồng có vợ hết trơn rồi. Bây giờ là cha mẹ, là ông chị của cha mẹ, thế nào là chị của cha mẹ. Còn mình bỏ mặt là con rồi mình nên tha thứ. Quên ông mở cửa đúng rồi. Thôi mình còn có con mình nữa. Đúng rồi. Chưa chắc thì mình có một cả đời mà không có lỗi. Đúng rồi. Mẹ chưa tha thứ cho mình tha thứ cho mẹ cũng cách nhà cửa chấm mình có lỗi gì đó con mình tha thứ cho mình thôi. Đúng rồi Thanh, chắc là chỉ lý luôn. Mong rằng hai người chị của Thanh xem được video này đồng cảm cùng với Thanh tha thứ cho mẹ và đoàn tụ một cuộc đoàn tụ mà Thanh hằng mong muốn. Chứ chị có nói mình kiếp mẹ về nó có ngồi không? Con không cần phải lo, con chỉ cần kiếp mẹ thôi. Chỉ cần mẹ thôi. Hơi ấm của mẹ, vòng tay của mẹ. Ha. Đúng rồi. Nó cũng nói từ điểm đầu mà. Nó tìm mẹ nó biết mẹ thôi chứ nó không cần mẹ nuôi nữa. Là nó biết mẹ thôi mà. Mà em trước hồi nãy thấy đang ngồi chỗ mà thấy hai mẹ con ôm nhau quả mà cái ông ta sợ ông ta chạy luôn xúc động ấy. Trước xúc động chị không nổi đi luôn chàng ghế xúc động là chàng ghế nó nghe đi cũng không được mọi người chàng ghế lết ra ngoài luôn. Đúng rồi con luyện nhưng chứ ha ổng mới con lâu cầu lâu nghe nói là cầu lâu ha, ý đó là không có hy vọng. Đẩy cho trong mà phòng mổ rồi đẩy cho ra đẩy cho vô năm sáu người bà mũ á chỉnh ở trên bệnh viện Từ Dũ á cũng thanh chỉnh rồi cứ không có thanh thường được là nó thanh thường được đó. Cái bà kia bác khám bác nói nhỏ này thanh thường được, bác kêu vô chích mũi thuốc dục cho nó ra gặn cái một ra luôn. Gà ăn tiết luôn. Cái nụ cười ghét. Cái lúc đó cái giò nó nằm bên này nè, cái giò con nhỏ này nó quẹo vậy nè, nó đâu phải nhanh gì đâu, về tôi bóp tôi sửa lại đó.
là nó được ngay vậy đó. Hình quýnh ba cái không khóc đó mẹ. Lì ha. Lì dữ lắm lì. Xanh mà mụ quýnh mà bạch bạch mà nó không khóc á. Nhưng mà mụ quá thú quá không con. Nó nói nhỏ này dữ lắm mày. Mà thiệt dữ lắm thiệt. Học giỏi không vậy? Ừ, con giỏi. Nhưng này có bà ngoại rồi là sẽ ngoan nè. Dạ, quý vị ơi. Thì Phong xin phép dừng video. Thì để cảm xúc này cho gia đình. Thì có những cái tình tiết mới đó, hãy đăng ký kênh theo dõi nha cô chú anh chị. Phong xin chào.